Lan Nhi xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Niềm tin Hàn Việt. Ngay sau đây là những nội dung chính của chúng tôi ngày hôm nay. Doanh nghiệp ngành gỗ âm thầm vượt sóng Covid-19. Kiểm tra nguồn gốc nông sản phục vụ phiên chợ xanh tử tế. Thưa quý vị và các bạn, dịch Covid-19 rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực của các doanh nghiệp ở Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề, không những ở thị trường xuất khẩu mà ngay cả thị trường nội địa cũng thế. Nhưng cũng có những ngành nghề, doanh nghiệp đã tăng trưởng và phát triển tốt ngay trong giai đoạn khó khăn này. Trong phóng sự ngày hôm nay, Lan Nhi xin được mời quý vị cùng tìm hiểu về những kết quả tích cực trong ngành gỗ từ các doanh nghiệp Việt Nam. Trong bối cảnh ngành kinh tế Việt Nam đang lao đao vì dịch Covid-19 bùng phát trên khắp thế giới, một số doanh nghiệp đã vượt khó thành công. Tại Việt Nam, các nhà sản xuất và kinh doanh gỗ vẫn giữ được đà tăng trưởng đáng chú ý trong năm 2020. Từ nửa cuối năm 2020, đánh dấu kỷ lục chưa từng có trong ngành gỗ, liên tục từ tháng 7 đến tháng 11, tháng nào cũng đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ giá trị xuất khẩu. Những tháng đầu năm 2021, xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ tiếp tục khẳng định vị thế với tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Giá trị xuất ước đạt 3,699 tỷ đô la Mỹ, tăng 41,5%. Một trong những doanh nghiệp ngành gỗ tăng trưởng tốt là Gỗ Đức Thành, đơn vị sản xuất các sản phẩm nhà bếp, đồ dùng gia đình và đồ chơi trẻ em bằng gỗ. Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, doanh nghiệp này đã khẳng định vị thế thương hiệu của mình tại thị trường trong và ngoài nước, xuất khẩu đi nhiều thị trường khó tính như Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc. 20 năm trôi qua rồi, chúng tôi tuân thủ theo cái tiêu chí là vừa xuất khẩu vừa nội địa, và khi làm hàng, tất cả chất lượng đều ngang nhau, không có sự phân biệt. Cái câu chuyện chúng tôi vượt qua khủng hoảng dịch bệnh trong năm 2020, chẳng những không thu hẹp sản xuất, chẳng những không sụt giảm doanh thu, mà chúng tôi còn tăng trưởng 17%, tạo nên được cái sự thành công đó, thì không thể không nhắc đến một số nhân tố là con người, mà không thể không nhắc đến một số cái bộ phận, phòng ban, cái phòng hành chính nhân sự, phòng xuất khẩu, phòng nội địa cũng gian khổ vô cùng. Năm 19, 20 hay là những cái tháng đầu năm của 21 là nó, cái kết quả tăng trưởng nó là một cái kết quả của một cái quá trình phát triển lâu dài của ngành gỗ trong nhiều năm liên tục. Đến cái mùa Covid, chúng ta thấy có một cái điểm đặc biệt là không có một cái nhà máy nào ở trong ngành gỗ bị gián đoạn sản xuất. Xuất khẩu của Việt Nam thì vẫn được giữ vững, đặc biệt là những cái thị trường lớn như là Mỹ, tăng trưởng vào Mỹ là đến, thị trường Mỹ là đến 60%. Là một trong những doanh nghiệp tròn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm chế biến từ gỗ, với nhiều chủng loại như sản phẩm nhà bếp, sản phẩm gia dụng, sản phẩm bàn ghế, đồ chơi trẻ em. Từ nhiều năm qua, Gỗ Đức Thành không ngừng đầu tư cho công nghệ sản xuất, dây chuyền hiện đại nhằm nâng cao năng lực sản xuất, cải tiến mẫu mã, theo kịp nhu cầu và xu hướng tiêu dùng trên thế giới. Những sản phẩm trên đã có mặt tại 63 tỉnh thành Việt Nam với hơn 1.100 cửa hàng, đại lý, hệ thống siêu thị trên toàn quốc như Co-opmart, Big C, Metro, Lottemart, Vinmart, E-mart, Aeon và được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng mẫu mã. Gia đình tôi đã dùng cái sản phẩm ấy rất là lâu, trong nhiều năm. Thứ nhất đó là tại vì thấy nó là một cái thương hiệu mà không phải là trong nước mà cả nước ngoài nữa. Thì nó, những cái sản phẩm này dùng ở nhà bếp thì nó đã qua cái xử lý về môi trường, về những cái khử trùng gì nọ kia, thì mình yên tâm khi mà sử dụng chứ không có bị mối mọt hay nó không bị nứt, không bị gì hết. Thì đó là một cái điểm mà tôi hay chọn sản phẩm của Đức Thành. Gia đình tôi là rất thích sử dụng thợ gỗ bởi nó được thiết kế trau chuốt, dễ lưỡng, màu sắc sáng, dễ vệ sinh mà cũng như an toàn cho gia đình. Tôi là người đặc biệt chú trọng về sự an toàn cũng như là sản phẩm phải là phù hợp cho con học hỏi, cũng như là nó mang tính cho con có thể là phát triển được gọi là trí não của con. Thì tôi đã tìm mua những sản phẩm nó đáp ứng như vậy, thì tôi thấy là đồ chơi của Win Toy nó đáp ứng những cái điều mà tôi mong muốn. Ngoài những công dụng, công năng cho trẻ phát triển thì màu sắc của đồ chơi này nó cũng rất là thích thú. Thị trường nội địa, một trong những cái khó nhất của chúng tôi là về vấn đề chất lượng và giá cả. Người Việt Nam mình á, thì nói về cái thu nhập chung bình quân á, thì vẫn là thu nhập thấp. Mà sản phẩm của chúng tôi bán tại nội địa thì là hoàn toàn theo tiêu chuẩn xuất khẩu, không có sự phân biệt.
Chính vì vậy cái giá nó không thể rẻ quá được. Cái vấn đề làm sao cho người tiêu dùng hiểu được cái điều đó và họ sẵn sàng bỏ ra một số tiền không nhỏ để họ mua về những cái sản phẩm an toàn, thì đó là cái khó. Thì cùng với thời gian cho tới ngày hôm nay thì tôi thấy rằng người dân cũng bắt đầu hiểu, bắt đầu chấp nhận. Nếu như chúng tôi không bán ra nội địa thì người Việt Nam mình bị thiệt thòi, không có hàng tốt, không có hàng đẹp, không có hàng chất lượng để xài. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia, sở dĩ các doanh nghiệp ngành gỗ đã và đang tăng trưởng không ngừng, nhất là trong mùa Covid-19, bởi họ đã thức thời ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số. Là Nhi xin được mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung tiếp theo để thấy rõ hơn điều này. Đây là một showroom 3D giới thiệu những sản phẩm của gỗ Đức Thành. Khách hàng, người tiêu dùng hẳn sẽ bất ngờ khi đến đây, bởi họ có thể được trải nghiệm những cách mua sắm sản phẩm một cách thú vị, lôi cuốn theo đúng phong cách thời công nghệ. Khi mà cái đề xuất mà làm cái showroom 3D ra đời á, thì tôi ủng hộ vô cùng. Vì những người khách hàng ở xa, người ta hoàn toàn có thể nhìn rất rõ những cái sản phẩm của chúng tôi. Thay vì chỉ chụp qua hình hoặc quay những cái video clip ngắn gọn thì nó sẽ không có xúc tích bằng. Là tôi là thành viên trong cái Hiệp hội Gỗ, Mỹ nghệ và Chế biến gỗ. Anh em trong cái Hiệp hội của chúng tôi cũng đều thấy đây là một cái nhu cầu. Và mọi người cùng nhau, cùng chia sẻ chi phí, cùng tìm những cái đối tác để set up cái này. Trong cái thời kỳ Covid đó, thì thay vì chúng ta tham dự các cái hội chợ trực tiếp thì làm các cái hội chợ trực tuyến. Rất là nhiều các cái doanh nghiệp đã nhanh chóng biến những cái showroom thật của mình lên các cái không gian ảo, bán hàng qua các cái hệ thống website, họp trực tuyến về Zoom, quản lý các cái hệ thống showroom của họ trên nền tảng trực tuyến. Không chỉ là mới mình ở lĩnh vực công nghệ số hóa, nhiều doanh nghiệp ngành gỗ cũng đã niêm yết trên sàn chứng khoán. Đức Thành cũng không phải ngoại lệ. Trong suốt thời gian qua, mức chia cổ tức của doanh nghiệp này luôn tăng qua các năm, được chia vừa bằng tiền mặt vừa bằng cổ phiếu, với tỷ lệ trung bình từ 50% một năm. Gần 100% người lao động làm việc ở đây đều sở hữu cổ phiếu công ty với mức giá ưu đãi. Năng suất lao động lên thấy rõ. Anh em lăn xả vào công việc, nhờ cái gì cũng làm hết. Và hiện tượng mà bỏ việc, chạy chỗ này chỗ kia, bay qua các doanh nghiệp khác v.v. là giảm hẳn. Hãy mạnh dạn phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động. Cái lợi mà chúng ta nhận được rất lớn. Chúng tôi còn nhớ đến những người khác cũng có những đóng góp rất là thiết thực. Tới đây chúng tôi sẽ phát hành cổ phiếu riêng lẻ với cái mệnh giá theo giá ưu đãi, tỷ trọng là 5% trên tổng số cổ phiếu cho các nhà cung cấp, các đối tác có quan hệ mật thiết. Chính sách bán cổ phiếu với mệnh giá ưu đãi cho người lao động đã tạo được động lực làm việc cho hơn 1.000 người, gắn quyền lợi của họ và gia đình với quyền lợi của doanh nghiệp. Đó là một trong những lý do giúp đơn vị này vượt qua những khó khăn thử thách, khẳng định vị thế của mình trong ngành chế biến gỗ tại Việt Nam trong 30 năm qua. Như vậy, trong bối cảnh giao thương hạn chế, kinh tế toàn cầu suy giảm, việc ngành chế biến gỗ và nội thất Việt Nam vươn lên khẳng định vị thế mới. Đây là bài học các ngành khác nhìn vào để tìm cách thoát ra khỏi những khó khăn trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Tới đến nay, phiên chợ xanh tử tế đã hoạt động được hơn 5 năm. Đây là địa chỉ tin cậy đối với hàng ngàn khách hàng thân quen tại thành phố Hồ Chí Minh, bởi sản phẩm bày bán tại phiên chợ luôn đảm bảo rõ ràng về nguồn gốc, tính an toàn cao, được sản xuất theo tiêu chí xanh, sạch, chất lượng và được các cơ quan chức năng cấp hồ sơ chứng nhận an toàn. Để kiểm soát tốt nguồn đầu vào ổn định và minh bạch, ban tổ chức phiên chợ xanh tử tế, ngoài việc kiểm tra giấy tờ được chứng nhận, còn có nhiều chuyến kiểm tra chất lượng sản phẩm, khảo sát và tìm hiểu quy trình sản xuất của các nông trại, doanh nghiệp. Mặc dù có nhiều khó khăn, vất vả, nhưng đây là cách tốt nhất để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, cũng như những chuyến đi như thế này giúp cho ban tổ chức kiểm chứng các thông tin doanh nghiệp cung cấp, qua đó tạo cho người tiêu dùng được thưởng thức những sản phẩm sạch và an toàn. Xin được mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi ngay sau đây. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 5, ban tổ chức phiên chợ xanh tử tế cùng các chuyên gia nông nghiệp đã tiến hành khảo sát, kiểm tra nguồn gốc cũng như đánh giá chất lượng sản phẩm tại hai đơn vị là nông trại nấm xanh ở Dương Minh Châu, Tây Ninh và công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Tomcare ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh với sản phẩm tương ớt Chilica. Đây là những đơn vị khởi nghiệp thường xuyên cung cấp sản phẩm cho phiên chợ xanh tử tế trong thời gian vừa qua. Đây là hoạt động được ban tổ chức phiên chợ thực hiện nhằm tìm kiếm nguồn nông sản sạch, đảm bảo chất lượng, nhằm cung cấp cho khách hàng tại phiên chợ, đảm bảo được các tiêu chí về nguồn gốc rõ ràng, xanh, sạch và an toàn.
để tham gia trong phiên chợ xanh tử tế. Thì các đơn vị mà có sản phẩm á, thì họ một là họ phải gửi sản phẩm mẫu để mình coi nó như thế nào. Hai nữa là họ phải gửi các loại giấy tờ có liên quan tới sản phẩm đó. Khi mà có những cái giấy tờ đó rồi á, thì chúng tôi đi khảo sát thực tế các đơn vị coi họ có làm đúng như vậy hay không. Thường đi như vậy thì chúng tôi có những chuyên gia nông nghiệp đi theo. Tại vì những thầy cô đó thì họ mới biết được là cái canh tác này là đã đúng quy trình, quy chuẩn chưa. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Tom Care, sản xuất các loại tương ớt lên men hiệu Chilica, đoàn khảo sát đã kiểm tra hồ sơ nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất, đóng gói sản phẩm, cũng như các hồ sơ liên quan đến tiêu chuẩn sản xuất, vệ sinh an toàn thực phẩm. Doanh nghiệp này đã thành lập vào tháng 10 năm 2007, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thức ăn bổ sung cho thủy sản. Năm 2020, công ty đưa ra thị trường sản phẩm hoàn toàn mới, đó là tương ớt, ớt bằm Chilica và ớt bằm có tỏi. Tương ớt lên men Chilica được làm từ 100% ớt chỉ thiên chọn lọc, trải qua quá trình lên men tự nhiên kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo ra sản phẩm có hương vị đặc biệt thơm ngon. Sản phẩm không sử dụng chất tạo màu, tạo mùi, tạo cay, chất độn. Từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng đều được tự động hóa, giảm thiểu tối đa sự tác động của con người. Ớt sau khi được xay, được đưa vào ủ lên men tự nhiên nên có mùi thơm, vị chua cay thanh rất dễ chịu, đáp ứng mọi tiêu chuẩn khắt khe cũng như khẩu vị của người sành ăn. Hôm qua thì chúng tôi đi cái tương ớt lên men chili mà đang bán ở trong phiên chợ xanh tử tế. Thì chúng tôi thấy rằng là các bạn, các đơn vị này đang làm theo đúng một cái quy trình mà họ đã đăng ký với mình và họ đã xuất đi được nhiều nơi. Thí dụ như tương lên men thì người ta đã xuất đi nước ngoài rồi, xuất một cách chính ngạch, đạt tiêu chuẩn FDA. Và cái quy trình mà họ nói về cách canh tác và cách ủ ớt này cái đồ đó thì rất là chuẩn và rất là đúng các cái theo cái tiêu chuẩn. Theo đánh giá của các chuyên gia, quy trình sản xuất tương ớt khép kín, các điểm đặc biệt và khác biệt giữa sản xuất tương ớt lên men với cách sản xuất tương ớt thông thường, qua đó đảm bảo được yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, đoàn cũng tư vấn thêm về việc hướng sản phẩm không chất bảo quản và theo chuẩn organic, đóng vào chai thủy tinh để đảm bảo nhu cầu ngày một cao của khách hàng. Ngoài Top Care, đợt này ban tổ chức phiên chợ xanh tử tế còn kiểm tra quy trình sản xuất tại nông trại nấm xanh của bạn Nguyễn Anh Võ ở xã Trung Mích, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, đoàn đã tìm hiểu quy trình sản xuất một số sản phẩm như nấm linh chi, nấm rơm hay nấm mối đen. Cái loại nấm chính mà em đang ưu tiên để trồng á, thứ nhất á, là nấm linh chi. Giống như nãy giờ mọi người có đi tham quan là nấm linh chi em đang trồng cho các công ty dược, nên là họ đặt em làm theo sản lượng. Cái loại thứ hai, cái nhóm thứ hai mà em làm á, là nhóm nấm ăn. Thì có bào ngư, mối đen, hoàng kim, tiểu yến, sò trắng, nấm rơm, kim phúc này nọ em có giới thiệu mọi người đó. Thì cái nấm ăn đó thì trên thị trường nó có nhu cầu có sẵn. Dù như em đang giao cho bên Lotte hoặc Bixi này nọ thì em giao hết, hầu hết là nấm ăn thôi. Nấm xanh được biết đến là dự án khởi nghiệp của chàng trai 9X Nguyễn Anh Võ, quê gốc Quảng Ngãi, luôn kiên trì với con đường trồng nấm hữu cơ. Năm 2017, bỏ lại những hào quang của quá khứ, anh Võ bắt đầu khởi sự kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp với việc trồng nấm ăn, nấm dược liệu và kinh doanh nấm. Năm 2018, chàng trai này hợp tác với hai người bạn thành lập trang trại mang tên Nấm Xanh. Tại đây, Võ bắt đầu làm từ những công việc nhỏ nhất như trộn mùn, vào bịch phôi, cấy meo, đi giao nấm và xây dựng nông trại nấm xanh theo tiêu chuẩn Việt Gáp và qua đó mang lại nguồn nấm ăn, nấm dược liệu tốt nhất cho sức khỏe người tiêu dùng. Tổng sản lượng mà em đang sản xuất ở đây, á, riêng trong trại của em ở đây, thì nó rơi vào tầm khoảng 35 tấn một tháng, trung bình một ngày hơn một tấn. Chưa tính linh chi nha, nấm ăn thôi, thì khoảng 35 tấn một tháng. Thì các sản lượng mà tụi em đang lấy thêm ở ngoài khoảng tầm hai mấy tấn một tháng nữa. Đó là về sản lượng. Kênh đầu ra của em hiện tại là Campuchia. Đợt vừa rồi thì bị đứng thì do dịch, nhưng mà tụi em đi mạnh nhất là Campuchia. Kênh thứ hai là kênh siêu thị. Kênh thứ ba nữa là kênh các công ty lấy của em làm nguyên liệu, như các công ty về xuất ăn trường học. Công ty Cholimet cũng đang lấy của tụi em để làm nước tương với là làm tương ớt. Hiện nay không chỉ phiên chợ xanh tử tế, sản phẩm của nông trại nấm xanh còn cung cấp sỉ các loại nấm linh chi, nấm bào ngư, nấm rơm và bột nấm cho một số nơi chuyên kinh doanh cùng một số chuỗi thương hiệu siêu thị và cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch.
Theo chia sẻ của anh Nguyễn Anh Võ, nhược điểm của các sản phẩm nấm là thời gian bảo quản ngắn và khó bảo quản khi vận chuyển xa. Do đó, các sản phẩm từ nấm chế biến sẽ khắc phục được toàn bộ những hạn chế này. Ngoài các sản phẩm tươi, Võ cùng các cộng sự chế biến thành các sản phẩm tiện lợi như chà bông nấm, snack nấm bào ngư, nấm đùi gà và nấm đông cô, nấm rơm sấy thăng hoa, qua đó giúp người tiêu dùng có được sự tiện lợi trong bảo quản và sử dụng. Nấm nó khác với những loại rau củ quả, những loại cây, trái khác. Nấm 100% là không xài thuốc, không có thuốc bảo vệ thực vật, không có thuốc trừ sâu, không có phân bón hóa học. Hiện tại là tụi em vẫn mạnh nhất về nấm tươi. Cái tụi em tiếp theo đầu tư giống như xưởng nãy là anh ra tham quan thì tụi em đang đầu tư để làm snack. Chà bông là một sản phẩm em đã làm rồi. Và thời điểm này tụi em đang làm chậm nó lại để mà đầu tư nhiều hơn cho snack. Snack thì giống như tụi em có đầu tư snack về nấm bầu ngư, nấm đùi gà và nấm đông cô. Thì trong đó mình sẽ làm vài cái vị. Thì tụi em đang đầu tư máy móc thì dự kiến khoảng tầm 3 tháng nữa. Nếu mà không trơn tru hết khoảng 3 tháng là tụi em bắt đầu đưa ra thị trường tiếp dòng sản phẩm mới. Ở đây nó có rất nhiều loại nấm và các bạn đang nuôi trồng theo một cái kỹ thuật. Chúng tôi đánh giá là vì nấm là một cái loại hơi đặc biệt, khó mà sử dụng hóa chất để duy trì cũng như là để phát triển hoặc là bảo quản nấm. Chúng tôi sẽ có những cái chuyến đi bất ngờ, tại vì mình không có đi kiểm tra một lần được, mà kiểm tra có khi 2 lần, 3 lần. Mình tới nơi mình đi kiểm tra như vậy, khi mà mình đảm bảo rằng là họ làm đúng theo như của mình, thì mình sẽ kiểm tra khi họ đem sản phẩm lên trên chợ thì có đúng cái loại sản phẩm mình đã kiểm tra hay không. Thì tôi nghĩ rằng là cái phiên chợ xanh tử tế cũng là một cái môi trường để cho các doanh nghiệp thực hiện cái sản phẩm của mình một cách tử tế và được sự góp ý của người tiêu dùng. Trong suốt 2 năm đồng hành cùng với phiên chợ xanh tử tế thì Phước Mát cũng đã tham quan qua khá nhiều các cái mô hình sản xuất của các cái thành viên trực thuộc của phiên chợ xanh tử tế cũng như là Hiệp hội Hàng Việt Nam chất lượng cao. Phước Mát cũng cung cấp được nhiều thông tin sau khi tham quan các mô hình đến tay cho người tiêu dùng, khách hàng của Phước Mát thì một cách là thiết thực nhất. Thì bên cạnh đó thì mình cũng có được thêm nhiều nhà cung cấp mới đảm bảo các tiêu chí đầu vào của Phước Mát để cung cấp đến tay cho các khách hàng cũng như là các cái khách hàng B2B. Qua những chuyến đi thực tế này, đoàn khảo sát nắm rõ quy trình sản xuất, thu hoạch cũng như là bảo quản sản phẩm của các đơn vị sản xuất nông đặc sản. Qua đó có sự tư vấn, chọn lựa sản phẩm đạt yêu cầu và những tiêu chí như xanh, sạch, an toàn để cung cấp cho người tiêu dùng, đồng thời ngăn chặn các sản phẩm kém chất lượng, độc hại xâm nhập phiên chợ. Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Niềm tin Hàng Việt cũng đã hết. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.